Minh Phượng kính chào quý vị. Hôm nay thứ Tư ngày 18 tháng 9, 2019. Đến với bản tin Hoạt Trình Đốn tối nay là phóng sự đặc biệt về buổi điều trần tại Quốc hội Hoa Kỳ và bản tin phân tích thời sự với ông Đinh Hùng Cường. Kính thưa quý vị, mùa hè năm nay, hàng triệu người dân Hồng Kông, đa số là học sinh và sinh viên, đã xuống đường biểu tình chống lại dự luật dẫn độ để đưa bất cứ ai ở Hồng Kông, bao gồm hơn 80.000 người Hoa Kỳ và hàng ngàn người thuộc các nước khác đang sinh sống tại Hồng Kông, có nguy cơ bị dẫn độ sang Trung Cộng. Trung Cộng bất mãn, mỗi ngày một tăng về một quốc gia, hai hệ thống và các cuộc biểu tình liên tục khi chính phủ Hồng Kông từ chối đáp trả yêu cầu của người biểu tình về việc rút chính thức dự luật dẫn độ. Chính phủ Hồng Kông sử dụng các chiến thuật ngày càng nặng tay, chống lại người biểu tình, nhiều cuộc xung đột giữa người biểu tình và nhân viên công lực, Trung Cộng và các mối đe dọa leo thang của sự trả đũa chính trị và can thiệp quân sự. Quyền tự chủ và tự do của Hồng Kông không được bảo đảm như trong luật cơ bản và tuyên bố chung Trung Anh năm 1984, một hiệp ước quốc tế hiện đang bị vi phạm trầm trọng. Do đó, buổi điều trần tại Thượng viện Hoa Kỳ nhằm mục đích kiểm soát lại sự phát triển tại Hồng Kông và tương lai của mối quan hệ Hoa Kỳ-Hồng Kông trước các cuộc biểu tình đang diễn ra và căng thẳng leo thang do bạo lực của cảnh sát và các mối đe dọa của chính phủ Trung Quốc chống lại quyền tự trị của Hồng Kông. Các nhân chứng cung cấp lời khai về các sự việc hiện diễn ra tại Hồng Kông cùng lúc thảo luận về vai trò của Trung Cộng trong cuộc khủng hoảng chính trị Hồng Kông và đưa ra các khuyến nghị cho chính quyền và Quốc hội Hoa Kỳ. Trong thành phần nhân chứng có Hoàng Chí Phong, Joshua Wong, lãnh tụ của phong trào Cách mạng dù 2014, Tổng thư ký đảng Democisto, tài tử ca sĩ Denise Hall thuộc tổ chức Pro Democracy, phát ngôn viên Sunny Zhang thuộc Hồng Kông Higher Education International Affairs Delegation, giáo sư Sharon Holm, giám đốc Human Rights in China, dạy tại Law Emerita City University of New York, tiến sĩ Dan Garrett, tác giả Counter Hegemonics Resistance in China's Hong Kong, Visualizing Protests in the City. Và sau đây là một số hình ảnh và phỏng vấn do tiến sĩ Hồ Văn Di Hấn và Võ Thành Nhân thực hiện. Kính chào quý chúng tôi là Võ Thành Nhân và hôm nay chúng tôi đang có mặt tại US Senate Office Building Durkson. Hôm nay tại đây lúc 10 giờ sáng thì có một cái buổi điều trần của một cái phái đoàn gồm có 5 người mà trong đó có 3 người đến từ Hồng Kông. Một người rất là nổi tiếng đó là Hoàng Chí Phong. Và trong cái cuộc điều trần này thì chúng tôi thấy rằng là cái ông Governor là cái người chủ tọa, ông Rubio, thượng nghị sĩ Rubio, là ngoài ra chúng tôi cũng có ghi nhận một cái gương mặt rất là quen thuộc ở trong những người dân biểu của Hoa Kỳ, đó là ông Smith cũng có mặt ở đây ngày hôm nay. Và sau đây là cuộc tiếp xúc của chúng tôi với là tiến sĩ Hồ Văn Di Hấn để mà có những cái chia sẻ và ghi nhận của tiến sĩ về cái buổi điều trần ngày hôm nay. Trước hết, tiến sĩ Hồ Văn Di Hấn có thể cho biết rằng cái cảm nhận của tiến sĩ khi mà đến tham dự cái buổi ngày hôm nay ạ? Vâng, chúng tôi rất được hân hạnh tham dự buổi điều trần của Hoàng Chí Phong. Đây là một sự hy vọng rất nhiều cho dân chủ bên Hồng Kông và cũng mong rằng ở Việt Nam chúng ta cũng sẽ có một cái phong trào nổi dậy như vậy. Ở Việt Nam thì chúng ta cũng đã biết nhiều người đứng lên rồi bị bỏ tù và sau đó cũng rất có nhiều người vẫn đứng ra, cũng như Hoàng Chí Phong ở bên Hồng Kông dù ở trong tù. Vẫn có những người sinh viên khác đứng ra điều động để mà tiếp tục cuộc tranh đấu. Lúc đầu thì là để không bị dẫn độ về cái luật không dẫn độ về Trung Cộng. Nhưng sau đó đã biến thành một phong trào để cho dân chủ của Hồng Kông. Tức là không có muốn những người đã bị bỏ tù vì cái luật dẫn độ ở tù nữa mà phải được thả ra vì cái luật đó. Đối với Hoàng Chí Phong thì là nó bất hợp pháp, do đó những người bị bắt vì đòi hỏi luật dẫn độ không được thi hành thì phải được thả ra. Và do đó Hoàng Chí Phong đã đi nhiều quốc gia, nay đã đến Hoa Kỳ thì thật ra thì phải vận động rất nhiều, nhưng mà mọi chuyện thành đạt cũng là ở bên Hồng Kông.
Và kính thưa vị, chúng tôi được biết rằng Hoàng Chí Phong rất là trẻ, sinh ngày 13 tháng 10 năm 1996. Khi mà có cuộc cách mạng dù xảy ra đó, thì đây là một cái lãnh tụ rất là trẻ và đã nổi lên để gây lên một cái phong trào để mà đòi cái quyền của người Hồng Kông. Và ngày hôm nay thì rất là rõ ràng, anh sinh viên này đã đi khắp nơi trên thế giới và là một cái icon cho người trẻ. Nhưng mà khi mà chúng ta nói người trẻ thì ngày hôm nay chúng tôi ghi nhận rằng đó là ba người ngồi trong cái panel ở trong năm người đó đều là những người trẻ đến từ Hồng Kông. Do đó nên cái vận mệnh của Hồng Kông hoặc là cái vận mệnh của Việt Nam nó có liên quan với nhau hay không? Người trẻ Việt Nam sẽ nghĩ gì khi mà thấy những người trẻ Hồng Kông ngồi ngay trong Quốc hội Hoa Kỳ có những cái buổi điều trần để nói lên những cái nỗi quan khiên của đất nước của mình? Đó là những cái điều mà chúng ta trăn trở, mà chúng ta muốn chia sẻ để cho coi coi trong tương lai liệu Hồng Kông và Việt Nam có thể chia sẻ những cái bài học như thế nào. Và sau đây tiến sĩ Hồ Văn Duy Thắng có thể cho biết thêm nữa là ngày hôm nay đó là bên trong căn phòng rất là chật. Chúng tôi đến rất là sớm, từ 9 giờ sáng nhưng mà không có chỗ để mà xét được cái chân máy. Mà cái chương trình đó là 10 giờ mới bắt đầu có cái buổi điều trần. Thì cái buổi điều trần này được cái sự quan tâm rất là nhiều người. Bên cạnh những người Hồng Kông thì chúng tôi ghi nhận có một số người Đài Loan. Và ngoài ra thì có rất là đông những người Hoa Kỳ, có thể nói là những người bạn của Hồng Kông. Thì cái ghi nhận của anh Hấn như thế nào khi mà chúng ta thấy một cái buổi điều trần như vậy đó, mà ngay tới bây giờ này nè là đã trên gần 2 tiếng đồng hồ rồi vẫn có người đứng ở trong cái hành lang này để mà chờ đi vô, thì có thể đây là một cái hiện tượng về đấu tranh dân chủ nó đã đến được Hoa Kỳ và có thể là một cái gì đó nó sẽ tạo được một cái ảnh hưởng trong tương lai khi mà Mỹ nó sẽ ra những cái đạo luật để mà giúp người Hồng Kông hay không? Kính thưa quý vị cũng biết là tuổi trẻ là rừng cột của quốc gia. Do đó, cái đặc biệt đó là Hoàng Chí Phong là sinh viên, nghĩa là trong lúc ở trong đại học đó, thì chính chúng tôi ngày 30 tây tháng 4 chúng tôi cũng đang còn ở trong đại học Fribourg ở Thụy Sĩ. Do đó, những người sinh viên với nhau đó, họ có những cái giờ chung với nhau để mà ngồi nói chuyện tranh đấu với nhau. Thì lúc 30 tháng 4 thì có một số người quốc gia của chúng ta lại ngã phía bên chính quyền cộng sản, và họ nói rằng là chỉ có về Việt Nam thì họ mới thể cứu được nước Việt Nam. Nhưng mà một số chúng tôi nhất định là không thể nào chấp nhận chế độ cộng sản nếu chưa được tự do dân chủ. Xin được cảm ơn tiến sĩ Hồ Văn Duy Hấn. Trong cái buổi trần ngày hôm nay của Hoàng Chí Phong, tôi nhận thấy rằng là quý ủy ban chấp hành của lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ về Trung Cộng đó, họ đã đặt những câu hỏi và họ đã thấy rõ ràng cái tình trạng bất mãn ở tại Hồng Kông như thế nào, với cả triệu người phản ứng ra biểu tình và cái vấn đề đòi hỏi của Hồng Kông như thế nào và yêu cầu của Hồng Kông đối với Hoa Kỳ như thế nào. Thì tôi thấy tóm lại đó, Hoa Kỳ ghi nhận trong cái ủy ban hôm nay đó, tôi nhận thấy ngoài ông dân biểu McGovern, thượng nghị sĩ Marco Rubio, còn có dân biểu Chris Smith và một số dân biểu khác, thì tôi nhận thấy rằng là những cái đòi hỏi về những yêu cầu của Hoàng Chí Phong đó, cũng như là một số người đi theo Hoàng Chí Phong từ Hồng Kông đó, họ đã nói rất rõ ràng rằng cái cuộc đàn áp mà hiện bây giờ
ngoài cái cảnh sát của Hồng Kông ra còn có cái lực lượng cảnh sát võ trang của Trung Cộng đi qua bên Hồng Kông, thì họ đã dùng những cái vấn đề mà đối phó biểu tình đó, chẳng hạn như là những cái đạn hay là những cái khói, những cái kia, tất cả những cái đồ đó là những cái vũ khí, những cái quân cụ, những cái cảnh cụ để mà chống lại biểu tình được mua hay là được cung cấp bởi thế giới tự do. Họ xin yêu cầu làm sao chấm dứt cái vấn đề đó. Thì bên Quốc hội Hoa Kỳ đã trả lời rất là rõ ràng là họ sẽ làm sao để cho những cái tình trạng mà đàn áp với những cái vũ khí và những cái dụng cụ như thế đó cần phải được chấm dứt, và ủng hộ cái cuộc biểu tình, những cái đòi hỏi của người Hồng Kông đạt được kết quả. Thì họ có hỏi những câu hỏi khác, chẳng hạn vào đầu tháng 10 sẽ có những cái cuộc biểu tình gì sẽ xảy ra sắp đến cái ngày Quốc khánh hay gì đó. Thì Hoàng Chí Phong cũng như là những người mà từ Hồng Kông qua đây đã trả lời rất rõ ràng là họ nghi ngờ rằng là trước cái ngày 1 tháng 10 cũng như sau ngày tháng 10 chắc chắn sẽ có những cái biến động sẽ xảy ra. Thì đó là tất cả những ghi nhận mà tôi thấy rằng là Hoa Kỳ ghi nhận và chắc chắn là sẽ ủng hộ những cái cuộc đấu tranh ở tại Hồng Kông. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo.